người yêu đạo diễn Dũng Khùng ở tuổi băng cực kỳ quyến rũ với hình xăm lớn trên đùi. Ca sĩ Bùi Lan Hương khoe vóc dáng gợi cảm trong chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang cùng đạo diễn Quang Dũng. Mới đây, nữ ca sĩ Bùi Lan Hương đăng tải những hình ảnh nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Khánh Hòa bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, biệt danh là Dũng Khùng. Trong những dòng chia sẻ của mình, Lan Hương cho biết cô và đạo diễn Quang Dũng hòa hợp ở nhiều mặt, từ tính cách cho đến suy nghĩ. Nói về người bạn trai hơn 10 tuổi, nữ ca sĩ tiết lộ anh là một người tử tế, rộng lượng và luôn chia sẻ mọi vui buồn cùng cô trong cuộc sống cũng như trong công việc nghệ thuật. Trước đó, Quang Dũng từng làm giám đốc sáng tạo cho một MV của Bùi Lan Hương. Ca sĩ Bùi Lan Hương công khai tình cảm với đạo diễn Quang Dũng sau 3 năm hẹn hò. Hiện tại, cả hai người đang có chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang, Khánh Hòa. Bùi Lan Hương sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Năm 2019, cô từng giành giải thưởng nghệ sĩ mới của năm. Ngoài ra, cô nổi danh qua một số bài hát như Mê Nguội, Bùa Mê, Ngày Chưa Giông Bão, Mặt Trăng. Ở ngoài đời, Bùi Lan Hương sở hữu nhan sắc đằm thắm, mặn mà cùng gu thời trang quyến rũ. Dù bước sang độ tuổi băm nhưng nữ ca sĩ vẫn nhận được vô số lời khen bởi bề ngoài trẻ trung, hiện đại. Không ít lần, cô đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng cùng hình xăm đôi cánh thiên thần lớn ở hai bên đùi, gây chú ý trên mạng xã hội. Với hình xăm ở vị trí này, chỉ khi cô diện bikini hoặc những thiết kế váy xẻ đã mới hiện rõ. Điểm nổi bật nhất trên cơ thể của nữ ca sĩ là hình xăm đôi cánh thiên thần ở đùi. Là người của công chúng nên Bùi Lan Hương rất chú trọng trong việc giữ gìn vóc dáng để luôn có hình ảnh đẹp và chỉnh chu mỗi lần xuất hiện trước khán giả. Không áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe nhưng nữ ca sĩ vẫn cân đối lượng calo in out trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nếu bữa hôm trước, cô cho phép bản thân được thoải mái ăn những gì mình thích thì ngày hôm sau cô sẽ đan xen những bữa ăn lành mạnh để cân bằng. Về chế độ tập luyện, người đẹp cũng thường xuyên tập vũ đạo để đốt cháy calo. Không giống như gym đòi hỏi người tập phải chia ra thành nhiều buổi để giảm mỡ thừa và làm săn chắc cho từng bộ phận, vũ đạo với nền nhạc sôi động kết hợp các động tác lắc hông, gập người, đánh tay, giúp cơ thể tạo ra năng lượng, đốt cháy calo toàn thân, đồng thời giúp lưu thông máu tốt hơn. Trong một giờ tập vũ đạo, bạn có thể giảm từ 400 đến 800 calo. Bùi Lan Hương sở hữu vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 34.